Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, cố vấn khối nhiễm Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh, Omicron gây ra những triệu chứng giống bệnh cảm thông thường, nhất là ở những người đã tiêm ngừa vaccine COVID-19. Song cũng có khả năng khi đang mắc COVID-19 thì bệnh nền trỗi dậy hoặc vô tình mắc thêm một bệnh khác cùng lúc. Hiện nay, những bệnh nhân mắc COVID-19 nhẹ nhưng phải nhập viện vì bệnh nền chiếm tỷ lệ lớn. Vì vậy, kiểm soát tốt bệnh nền trong làn sóng Omicron này rất quan trọng để có thể vượt qua giai đoạn F0. Lời khuyên dành cho người có bệnh nền, dù cao tuổi hay còn trẻ, là khi phát hiện mình mắc COVID-19 thì nên báo với y tế địa phương và bình tĩnh. Bởi lẽ, người bệnh nền hay không thì đến nay hầu hết đã được tiêm ngừa vaccine COVID-19 đủ mũi rồi. Sau khi bác sĩ đánh giá sức khỏe, người bệnh nền thường được cấp thuốc kháng virus Monopiravir. Thuốc được cấp thì nên uống, không nên sẽ ảnh hưởng đến bệnh nền. Thậm chí, người càng có bệnh nền thì càng uống thuốc này để giảm nguy cơ phải nhập viện. Thường thì người uống thuốc Monopiravir sẽ bị hành khoảng 3 liều đầu, tức 1,5 ngày đầu, vì thuốc kháng virus là vậy, ai cũng gặp, chứ không riêng người bị bệnh nền. Sau đó, khi cơ thể đã quen thuốc, dung nạp tốt thì hết tình trạng này, bệnh hành cũng chỉ là cảm giác đầy bụng, hơi biếng ăn. Bệnh nhân phải duy trì nghiêm ngặt thuốc điều trị bệnh nền đang uống. Các thuốc này không ảnh hưởng xấu tới bệnh COVID-19, cũng không tương tác bất lợi đối với Monopiravir. Ngược lại, ngưng thuốc thì mới dễ trở nặng cả bệnh nền lẫn COVID-19, mới dễ nhập viện. Triệu chứng của người mắc COVID-19 biến chủng Omicron là những triệu chứng bệnh hô hấp thông thường, giống như cảm. Vì vậy, nếu thấy có triệu chứng khác lạ, nhất là giống với những lần trước bệnh nền trỗi dậy, thì phải đi khám ngay, tuyệt đối không chờ hết COVID-19 mới đi khám bệnh nền. Ngoài ra, việc mắc cùng lúc hai bệnh còn có thể là vừa mắc COVID-19, vừa xui xẻo mắc thêm một bệnh nhiễm khác. Ví dụ, ở trẻ con đã có những trường hợp vừa mắc COVID-19, vừa bị sốt xuất huyết. Sốt ở người mắc Omicron thường rất mau hết, trong khoảng 36 giờ đầu dù có sốt cao. Nếu thấy có sốt cao khó hạ trên 2 ngày thì coi chừng bệnh khác. Những người đã hết sốt mấy ngày khỏe rồi nhưng tự nhiên sốt cao trở lại thì nên coi chừng. Nên đi khám bởi bệnh khác có khi mới là bệnh nguy hiểm. Vì Omicron ở người đã chích ngừa vaccine COVID-19 rất nhẹ, ở trẻ con càng nhẹ dù chưa chích ngừa. Tất nhiên, vừa mắc COVID-19 vừa mắc thêm bệnh nền khác hay bệnh nền hành. Tất nhiên, vừa mắc COVID-19 vừa mắc thêm bệnh khác hay bệnh nền hành thì sẽ mệt hơn. Vì vậy, ngoài vaccine ngừa COVID-19, một trong những điều quan trọng giúp vượt qua thời kỳ F0 nhẹ nhàng là kiểm soát tốt bệnh nền, tái khám đúng lịch. Với trẻ nhỏ, phụ huynh cần cho tiêm đủ các mũi vaccine cơ bản, thực hiện các biện pháp phòng sốt xuất huyết tại nhà. Mùa này, trẻ con bắt đầu đối diện với bệnh tay chân miệng. Bệnh này cũng phòng ngừa bằng cách rửa tay. Nếu phòng ngừa COVID-19 tốt, thì cũng sẽ phòng ngừa luôn được bệnh tay chân miệng.